để làm sao đi bắt ông trả được. Hello cả nhà, mình bữa nay đang có mặt tại nhà của anh Tú. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì bữa nay là có anh Toàn có gửi cho anh Tú hai món quà. Đây, thứ nhất là cái nói cho nó về cái đường đi này là anh Tú có anh Toàn có tài trợ cho anh Tú 1 triệu. Đây. Của anh Toàn mà lúc trước mua cái tủ lạnh đó. Sẵn tiện đây em cũng cảm ơn anh Toàn rất nhiều anh Toàn ơi. Hỗ trợ cho em từ đó giờ cũng nhiều lắm rồi, cảm ơn anh nhiều lắm rồi đây. Rồi với cái thứ hai nữa. Này là cái nhà, cái này là kêu bằng nấm ngọc cẩu để ngâm rượu. Đó, cái này là hai phần, tôi lấy 1 phần rồi. Cái này ông lấy 1 phần đi, ông ngâm đi. Cái này gì đổ rượu vô rồi, xong phải không? Đừng đổ vô cái bọc nội. Không mà bỏ ai bỏ bọc mày vậy. Rượu này á là nghe đồn á là một người uống hai người vui đó. Là ông uống bà khen. Ông uống bà khen. Thiệt. Ta uống vậy là đầu bổ. Ừ. Vậy hai chồng uống hết đi. Ai khen, nói thì nói vậy thôi chứ mà cả nhà nào mà biết thông tin về cái nấm ngọc cẩu này á thì có thể để lại bình luận ở dưới nghe. Chắc ra là từ đó giờ mình cũng mới nghe cái vụ này thôi. Mình cũng có mà tìm hiểu trên Google á là nói là nấm ngọc cẩu cái có cái dòng chữ mắc cười lắm, không sung không lấy tiền nữa. Quảng cáo hay gì mà người ta quảng cáo á. Cái gì cũng tốn tính tổn chung cái vậy, đừng có chung nói. Bỏ này ra, bỏ. Bỏ hết, cái đó đi ba gào đắng đắng bộ hộp. Mấy đứa nó uống, nó nói sầu đắng quá. Cà, quên quay thằng Hào nữa. Chú nhớ quên quay phim cho con nữa hả? À, đây. Chú quay đây. Con chào ai, chú nhớ. Thì con chào hết trơn luôn, tất cả bà con, dạ, cô bác đồ. Con chào hết trơn cả nhà. Tất cả bà con. Bữa nay nữa cái nhà, lúc mà mình nhắn tin cho thằng Kiên. Kiên bữa nay có thằng Kiên nữa, nó rủ mình nhậu. Cái mình hỏi nó là tại mình gần chợ mà mình hỏi đó là ăn gì Kiên. Nó thèm cá điều hồng và canh chua. Trời ơi trời nắng chàng trang cái này mà nó đòi ăn lẩu cá điều hồng. Thằng Kiên. Đó tôi mua mà cá điều hồng với rau nhút. Nó canh chua đồ. À đòi ăn canh chua cá điều hồng. Nắm hả chú nhớ. Nắm ngọc cẩu. Nấm ngọc cẩu. Ngọc thì cái gì? Ngâm rượu hả? Người ta ngâm từ từ, người ta hả uống rồi, ông ngâm chắc trăm ngày trăm đêm quá à. Tôi về tôi cũng chưa ngâm, trời hôm ngày bận quá. Đây là toàn hàm quá rồi. Cái này phải hồi là phải đậu cần ga mini á. Đổi mới được chứ không đổi thì sao? Cái đường đi là vậy là ngon luôn rồi đó. Bắn người tới nhà luôn. Thì cái nền nhà là của thầy Nam tài trợ. Có cái bực này cũng im không ta. Bước nó bước xuống nè. Ai làm vậy ông Tú? Anh làm gì ai? Trả ra. Cũng hay ho quá ha. Ăn uống đi. Nắng cặn. Tại sao nắng như thế này mà lại thèm cá điều hồng vậy Kim? Nhậu quá. Em hả? Thì có bầu rồi. Lấy chai ga luôn đi đậu chở về đây chứ đặng đặng đâu ai nữa ra. Mua rượu mấy gì ăn sẵn. Sắc chuối rồi cô bác ơi. Sắc chuối rồi, chuối này là rồi người ta hay sắc cho dịp ăn lắm nè. Heo đồ á. Ừ. Mà người ta ăn cũng được nữa. Chuối này tính ra nó giống lắm nè. Ăn cái này nhúng cơm mẻ cái nhà. Bỏ vô nhầm người ở ngoài chợ nó bán. Nó tẩy trắng tươi à. Ê, hèm nấu con chua được không? Được. Ê lấy cái đồ này xin miếng hèm ở đây về nấu con chua ơi. Hèm á. Ủa mà hèm mình tính ra mình ăn với cá lóc mới đúng chứ không lẽ mình ăn với cái đưa hồng sao chạy được. Hèm nhúng ba cái đó đâu được. Hồi nội ơi, cá lóc mới đúng. Thôi khỏi đâu chứ ơi. Chồng ai nói được. Ông nói được chứ ai nói được, tôi có biết đâu. Thì nó cũng chua chua vậy. Cũng như con mẻ mình thôi chứ có gì. Rồi nhúng rau rồi sao? Ai biết.
ngoài kia nó thèm cá điêu hồng ở trên ơi, là ngon ngon cho nó ăn nha. Đây là món món của mày nè Kiên, thèm thèm không gai hả? Canh chua cá điêu hồng cơm mẻ theo kiểu của miền Tây hả? Ha, rau nhúc rồi. Rau nhúc với cái gì mà chuối cay sắc, chuối ghém. Rồi dạng rồi chứ, tắt 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 tắt. Ờ chứ chẳng nó khỏi 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 bung lên, chứ khỏi bung nó lên. Ừ vậy đi. Làm hết không? Cái gì cũng tê. Ừ. Đúng rồi, chứ khỏi gần bật cái đó lên. Ai biết đâu. Tại vì cái nhà biết sao không? Cái bình ga này nếu mà nó hơi bị xì xì. Sửa là cho nó đúng là ấy rồi, đúng bài nó đi. Đổ nước đó vô. Chưa ăn đổ ngoài trước đây để nhiễu cho mấy. Được rồi, được rồi. Quá dữ rồi. Đổ lại, đổ lại. Đổ lại đi. Lẩu mà ông rau nhóc chân á. Nhiều lắm mày rồi. Để cái xuống. Được rồi. Nhiều quá, ăn uống gì ngon lành. Càng kia nó múc vào thêm nữa rồi kìa. Ăn tưởng cá rượu chứ. Không phải, coi chơi rượu kìa. Rồi lụm, để ra đem tấm thớt vô. Tấm thớt còn làm gì nữa. Rồi đem vô. Không phải sao, cho nó đủ đổ nó vô. Ông Ba Đức ông o đám rau ổng quá trời, ổng tưới tè tè ông già dỗ. Tại vì mà không xin ông mấy cái cọng rau kia nó thôi mà trời. Quên nữa. Rau ba cái rau mà. Xin gì phải nhớ. Cái gì đó. Phải nhớ mua ổng 5 ngàn ăn. Mua 5 ngàn đâu ăn hết đâu mà ổng nó. Trời mới ăn luôn trời. Mới mình mua cá thì mình kho. Mới mình mua cá thì mình kho mình dám ăn. Ông Tú được anh Toàn mới tặng cho cái gì ngâm rượu đó ta, nấm ngọc cẩu. Rượu đó ông Tú uống là bà chế bà vui. Ông uống bà khen hả? Ông uống bà khen. Một người uống hai người vui. Hai người uống hết thì sao ta? Cầm giùm hai người uống hết. Đây là canh chua cơm mẻ nè cả nhà. Đó. Ông biết mình thì ở miền Tây thì chắc chắn là phải biết cơm mẻ rồi, nhưng mà mình chưa biết là những cái vùng miền khác có cơm mẻ hay không. Không đâu, vị mới ngon là. Ví dụ như là miền Trung, miền Bắc rồi nè, thì mình đói rồi nói ngay mình chưa biết. Có không ta? Không biết, đói rồi không biết có hay không. Không thấy cơm mẻ. Có, mình ra dở rồi có, mà Nghệ An là miền Trung rồi. Không có, không thấy. Có mè, có gì giống. Mà canh chua ngoài, bạn ăn canh chua ngoài chưa? Có một đợt cái nhà là mình có ăn canh chua ở đâu ta? Lúc đó là đi ngang ở chỗ Ninh Thuận hay là Phan Thiết vậy đó. Cầm canh Phan, cái gì Phan Thiết hay giờ đó mà canh chua ở chỗ Phan Thiết mình làm sơ sài lắm. Canh chua giống như nước gì không à, không có rau rác hết trơn á. Với mấy cọng lá quế mà công nhận có lá quế thơm lắm nghe chế. Canh chua có lá quế vô thơm thiệt. Có lá quế là mấy nãy quên xin ảnh. Ông không nhắc tôi nhóc. Chỗ như có ngò rồi. Bởi vậy tôi cũng đâu. Không có thêm quế đâu nó. Quế thơm lắm, đúng rồi đó. Mày ăn mì gói rồi bỏ quế quế vô ăn ngon lắm á trời. Ta ăn mì gói thì chiên ra ta bỏ lá quế vô ăn đã lắm. Lá quế vô thơm. Nêm nếm cho sắp rau thơm vô. Nếm vào đây. Quế. Hôm nay đi làm gì Kiên? Đi ngay mới cắt. Bụt bao với bữa nào xung thì qua dục lúa luôn. Rồi giờ dư được nhiêu rồi? 20 triệu không? Có đâu, có 60 triệu. Đi mấy tháng dư 6, ấy bữa một ngọt ít thôi chứ thôi. Có hai mấy ngày à. Em đi lên nhà bạn chơi nửa tháng nhá. Ở đâu? Ở Bạc Liêu. Thành phố Bạc Liêu hả? Gần rồi đó. Ở chợ cái giày á. Cái giày thì cũng gần Bạc Liêu. Ừ. Thuộc Vĩnh Lợi. Đường. Nãy giờ chế bên em là một ngọt với đường với muối rồi đó.
Nói chung cái này cũng niêm đủ, đừng có niêm cà no rồi, cà no cho nó tanh. Bột ngọt kề chế cũng nấu chua, mà kinh nghiệm là bột ngọt mình niêm ít thôi. Tại vì mà có bột ngọt nhiều á, nó không có chua. Tốt rau này được rồi. Nó bán cái mùi chua hết. Mình cho cá đi, tốt chị. Đúng rồi. Cái cá này nó chín chứ ông nội, ông này đâu phải ăn cá nó màu chín. Thôi tốt là tí. Cá đuôi hồng nó chứ mà cá gì đâu mà tá. Nè ông Túc, sẵn cắt ớt luôn. Đó, cái đó là mỡ tỏi nha cả nhà. À, cái đợt đó mình đi Phan Thiết cũng vậy nữa, là không có mỡ tỏi, ăn canh chua á. Quá là tay luôn. Lọ hả? Lọ á. Lọ với bá lọ, mẹ. Đây, cứ thử rồi về. Rồi. Ớt không Túc? Thơm quá. Ngon rồi đó. Được. Được rồi đó. Canh chua niêm đường hơi khá khá chút thì ngon. Còn cái này đem vô được rồi ha. Để nhớ ra nó thử dừa không? Thôi được rồi, khỏi đâu. Dừa, dừa là dừa à. Tôi thử thấy. Mình cũng dừa mà còn chấm nữa mà. Đừng có niêm mặn quá. Trời ai mà niêm mặn dừa ăn. Thôi ngồi chút xíu bỏ sao em Tú. Bỏ 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 ở. Cho nó thơm, mọi người bỏ cá vô cho nó thơm luôn. Cái thầy dậy phía ông nội. Nó lóng tay á. Cái nào? Cái này bự quá. Cái nào bự? Cái đồ múc cái canh này, lấy cái muỗng nhỏ. Có gì đâu, trời, cái gì nó múc nó dễ múc nữa. Nhỏ nhỏ lúc chút, biết nào mà đủ. Nè. Đây. Nhậu đi. Thôi không nhậu, mà ăn. Con rau rồi chơi đi. Nhậu. Ừ. Nhậu đi. Ồ, tính ra mình phải mua 20.000 gói nhúc đó cả nhà. Mà gói nhúc anh Tú hơn một vườn như đó mà không bẻ. Ui với dạ dạ cấm rồi, rau đó ăn không được đâu. Đó giờ mua cái chậu ăn, chậu nó còn ăn. Chậu ăn nó còn chê nó. Mời cả nhà, mời cả nhà luôn. Mời cả nhà, chào cả nhà luôn cả nhà. Đây là bỏ vô này, mà ba cái chua cây này. Này em vợ không không uống rượu mà mời rượu uống rượu anh Tư ơi. Còn cái đếm này tôi. Anh gì đó cho anh view nha. Uống như em ly rượu anh Tư. Uống rượu em nhậu lẩu cá tiêu hồng. Em vợ không có uống rượu mà phát mồi. Cá tiêu hồng. Nhậu vô mặt không hồng. Muốn chồng rồi chết. Trời ơi. Ủa trời nắng này mặt hồng hồng cũng. Hiện tại bây giờ là hơn 5 giờ. 5 giờ rưỡi rồi đây nha. Mà nó đúng 5 giờ rưỡi luôn. Mà bây giờ nó chẳng còn mà trời nắng. Còn nóng á. Mày xanh luôn. Nhớ ơi. Vô. Nó cười ổng chọc ổng nói trời ơi em nhậu gì không ngủ tôi hết trơn nha. Buồn quê chú bà Đức uống ngon quá. Ừ, ngủ bắt ba. Không, con này ngon thiệt. Ngon không kìa. Có mùi là chê. Mà dễ uống nữa. Cái rượu uống có mùi ngọt mà có dễ uống. Còn như rượu cái này kia có bữa. Rồi thằng bên kia ơi. Hết cái này đi hả chụng nữa. Đứa gì đây hai đứa mình ăn. Ê, vậy để chén ở bên đây nè, hai đứa mình chấm chia đều đi. Hai đứa mình. Ừ, hai đứa mình. Có bản gì hai đứa mình thương nhau đó. Không có ớt đó. Bản gì đó. Ừ, để đó hai đứa mình chấm. Bản gì không biết bản gì chân cũng như không. Vậy hình như bản tựa đó luôn hay gì đó ông nội ơi, hai đứa mình thương nhau vậy. Bản hở mấy đứa nữa. Không biết bán gì nữa. Tớp lại đi chứ để con này quá sao. Tớp lại. Ngồi đó. Chút nữa. Hết mất luôn rồi đó. Bị ông dặn ngược rồi. Ừ đó đúng rồi. Thôi ừ. Từ từ. Rồi nó dễ dặn chết không dặn dùm. Tôi không có gành ông nội ơi. Cái này lâu quá không có lâu. Lên đây thì khó làm ăn chứ. À, trời nóng, uống rượu, ăn lẩu. Con nóng mà, ăn lẩu con nóng mà. Khè lửa. Ác đạn khu đi trường thiệt. Rồi trời mát này, quên trời nóng này đúng ra là nhậu gì cho nó mát ta. Chỉ uống nước đá thôi. Nhậu không gì mát nhậu, không, mày nhậu mày uống nước đá mày đừng ăn mồi. Nó phải mát á.
ăn hết cái đó đi, 20 nữa. Trời nóng tới nỗi mà có nhiều chỗ ở dưới mình đó cả nhà, mấy cái đường kinh sông rồi hả, nó cạn quá trời cạn, cạn queo luôn, rồi nó mặn nữa, nó nhiễm mặn dữ lắm. Anh đi qua bên cả chanh bác ông, bển kìa mấy ông kia la làng, ông bên vuông bển ông nói là giờ là thiếu nước bơm vô vuông đó, cái kinh nó có nước có nâu gì đâu mà bơm vô. Ừ. Mà kinh bển nước mặn hay nước ngọt? Mặn hơn đây nhé, cả chanh. Ủa vùng đó là người ta không có trồng lúa sao ta mà người ta bơm nước vô vuông ha? Có chỗ trồng lúa được mà chỗ trồng lúa không được luôn. Mặn quá trời đó, xả nó lên luôn. Trồng lúa rồi sao mà ví dụ nước mặn ở ngoài không có ngăn đập rồi sao bơm lúa vô ruộng được. Tới mùa nước ngọt ta làm gỗ. Cũng như mình đây vậy thôi. Bơm bậy bạ nhiễm mặn lây lan qua bên ta chết luôn á. Thì đó nguyên cánh đồng đó mà. Ruộng nó khu đó là khu mặn mà. Có lối thông 11 trở lên là mặn rồi, chứ đâu phải như bên đây qua Tết. Bây giờ bên bển là năm nào như ta mặn ruộng sớm rồi. Để trễ cái nó xèo hết. Có phèn đó. Bạn nuôi con gì mà sống? Dùng bên đó nuôi tôm cua chúng hằng ngày. Nó có nước ta. Nước bển làm hồ. Làm hồ ta bơm chảy qua. Bơm vào cái không cát. Bơm cát xì qua đây. Nè cả nhà thấy không? Cái nước nhìn mà nếu mà trên đi vô chứ video không biết nhìn thấy rõ nước mà nó đỏ ao luôn á. Tốp lên tí nữa. Nếu mà nuôi cá là không cho nó bơm. Dặn lên đi dặn xuống tớ. Cát sao chịu nổi. Chì vàng cá. Vàng cá này nó dữ hơn cái vàng ấy. Ừ. Vậy đó hả? Dữ hơn. Dữ hơn. Độ nó mặn hơn. Độ vàng dữ hơn đó. Tôi còn thấy đó, nhìn thấy. Nói chung là mình ở đây cũng chăm chế đó thôi chứ sao giờ cũng đâu có còn cá gì đâu. Phải còn thì nói gì, nếu mà không còn thì cũng kệ hàng xóm nói gì, chăm chế. Từ khi mà nghịch với nhau cũng cỡ không cho à. Tức nãy xin thêm bớt hèm nữa để dành mới mốt mình có để nó hư không? Không hư đâu, nó thua mà. Hèm để mấy ngày. Bỏ vô keo đồ đẩy kỹ. Đâu có hư đâu, để mấy ngày cũng hư đâu mà hư, không có hư. Đừng có để ngoài lỗ gió cho nó hư. Dạ. Trời mà sợ tan trộm xe mà thấy gì kia. Phải. Nhóm gái. Trời. Nhóm gái mà. Nhỏ cái 14, 15 tuổi nhìn cái gì? Ai biết, thấy tóc vàng vàng đó. 17 rồi. Ai còn ai? Chưa mới rồi. Có vậy rồi. Đúng vậy. Mà xuống. Ủa sao tắt luôn rồi? 17 có ghệ hả? Thôi tại vậy đi. Lâu. Có nhiều dùng á là ở chỗ mình luôn á nha. 16 17 tuổi là bình thường. 18 tuổi rồi kia là lấy chồng hết chưa? Nếu mình đi vô xích thích ở trong ruộng độ này kia, có dụng là lấy chồng sớm á. Lấy vợ sớm, nếu mà ai mà không biết á, hay mà vô cái chọc gái á, chọc mẹ chồng nó chỉ số chết luôn. Nguy hiểm lắm mà. Mà chồng gọi luôn á. Chọc chó sao không có. Ừ. Thì bởi vì chọc gái chọc cái kiểu nó không về chừng học máu à. Bởi vì còn trẻ chứ. Không biết á, nhìn mặt á nó chẹt, mặt á nó có chồng rồi. Vậy mình nhìn vô không biết tính tụi nhỏ này còn nhỏ rồi. Chọc. Vậy nó có chồng rồi đó. Giờ có chồng sớm quá. Thì theo gia đình người ta mà mai mối trước rồi nó chịu thì hốt luôn thì làm ăn sớm. Mà giờ ít mai mối lắm rồi ơi. Con đánh đâu mẹ, cha mẹ ngồi đó, ngày xưa cha mẹ đâu ngồi đó hả, không có là... Nhưng mà cũng phải là tuổi trẻ cũng phải đồng ý chứ, nếu mà cũng mai mối, cũng có là cái vấn đề mai mối nhưng mà quan trọng là tuổi trẻ nó chịu hay không. Đúng rồi. Mà không chịu thì thôi, ai ép được. Đôi khi lắm, ít lắm. Ai mà ép được. Vô cái giọng này ăn sập cái như vậy. Nhưng tiếng giận tiếng đó, hai gia đình đó. Chịu họp hai đứa lụm luôn. Có vậy. Lớn hơn con giáp 10 tuổi rồi đó. Vậy để chùa miệng phải không? Ừ. Chùa miệng đúng rồi. Chứ ngồi xích vô chứ. Cái khung hình nó đẹp hơn. Cho lên tí nha bạn. Được rồi, chú ơi nó nóng rồi. Nóng như hổi rồi đó không? Cháu ăn cá vừa đây nãy giờ sao bận ra vậy? Nó là ngon á. Không nhậu mà ăn bầu ít ít thôi chứ. Ngon thì cá này ăn thịt nó dẻ. Không có ngá, dễ ăn. Cái lẩu này 100 ngàn à. 100 ngàn ai bán?
nếu mà mình chế biến ra thì ở cái này hơn 100 rồi, 150 là gia vị rồi bếp nút rồi cửa chén này kia thì ai mà bán cái lẩu này 100 ngàn, cỡ 150 ý là nó mua đồ vô á. Lớp chuối này có ông cắt mà mua ở ngoài chợ mua cũng chứ 10 ngàn rồi đó. Họ bảo lớp chuối, cái này chuối ghém, nó lộn. Chuối cây sắc ra. Sắc ra thật, người ta kêu chuối ghém. Cái dịch ăn. Đây chứ bộ. Chắc này cho chậu ăn quá, tại dao nó dày quá. Dao luôn. Ăn sống giống ngon, ăn chín rồi. Không, tôi phải ăn cái này là ông Tú làm cái gì phải không? Mà bớp giấm á, chua chua á. Tôi phải ăn cái đó ăn với vịt rồi á. Cháo vậy? Vịt rồi ha. Ủa, bá cháy một chả chó luôn. Ăn vịt gà đâu ngon. Ừ. Mà vịt tôi không thích ăn gì mấy, tôi thích ăn gà. Ngọt quá ta. Ăn sống gì cho ngọt. Ông gà hôm rồi á có một ông xuống giao lưu chơi. Vô trong ngoại. Mấy người ở ông thằng này nó kêu mình thằng này được, nó bằng tuổi tôi à. nó Thịnh Quang Huy đó, rồi nó về chơi, tôi cũng tính gọi ông mà tôi gọi ông biết ông đi không được, đâu biết chạy xe đâu. Ừ. Tại vì trên mạng cũng nhiều người thắc mắc sao không của anh Tú rồi này kia, tôi của ông không có đâu được đâu đi đó, mà điều cái là không có, nói chung là đi không được, tại vì không biết chạy xe. Bởi không có chạy xe khổ. Đường nước nó ngán chè lắm. Cái dạng mà nó đi bọc trên cái đường dọc. Chẹo đường. Nó chẹo đường. Thận nói gì. Ăn nhậu nữa cái thì tùm lum hết chứ. Giao thông nữa. Ăn nhậu tôi thêm những cái nhà coi thôi chứ mình cũng ghét giao thông lắm thiệt á. Mình toàn là nhậu là mình do tăng là chút này đang đi làm cái mình hay nhậu ở nhà không mà không bây giờ quá cái cầu đó cũng nó không chịu qua đâu, nó không qua đó lần đó đâu, thay đổi hơn giỡn rồi tiền này không từ khúc này lên tới khúc cầu á không từ nhưng mà nó từ khúc mà dân chỗ mà cái cầu mà ngay chân cái chùa á ngồi đột kích là nó đổ ngược đi lên nha, nó không chuyển đây từ cái này đổ đi xuống đường trả thì ở đây nè hôm giật cỡ 7-8 giờ mà cái giao thông nó còn đi kiếm hút xe nữa kìa. Xe ba gác với xe hai bông đa đồ 8 giờ nó về 11-12 giờ đêm kìa. Má con nhút ăn ngon quá ta. Rau nhút này non dữ thiệt chứ, cộng mập bởi nó bán 20 ngàn như đó phải không? Ừ, cỡ hơn nửa ký là 1 ký 45 ngàn. Đúng rồi, rau trời hạn này bán mắc. Dùng mình đây đâu có, này dùng dưới rồi người ta chở lên. Mà ông nút là mau đồ nè. Nó có xốp đàng hoàng nha. Nó lấy ra đó. Cái gò giúp của nó có cái giống như cái phao vậy đó. Cái phao cũng như cái mốt vậy đó. Ra nãy đừng có tức cái phao mà để cái phao đó giá mẹ ngon mày. Gì? Cái phao ai ông nội? Ủa cha cha cái phao ăn nó mà sợ cực kỳ. Ăn được không? Nội ơi. Nó sợ vậy không nội ơi. Ăn được đâu. Những sợi phao nước không? Trời. Đoạn đó nó mới bổ rồi. Chắc gì bổ. Tính ra tao ăn là lời không chứ không khi nào lỗ. Ăn cái gì ít bỏ lắm mà tao bỏ cái đó chắc nhiều lắm không ai ăn được. Ông bỏ thì cái gì của ông mà không xài được thì không ai xài được. Giống như là cái ông ngoại cũng nói có một câu đó đó. Đồ của tao xài rồi cũng buông ra bỏ một cái là không ai xài được. Khỏi ai xài. Nhà trai nó còn chê nữa. Bành hết rồi. Bành hết rồi. Cái gì cũng xài được hết chứ. Tao mà đồ tao mà xài xong cái là không ai xài được hết. Xài tới mà nó lát luôn. Cái bật gió hả, từ hồi mà những năm 90 tới giờ luôn á, ý mà nó 90 thôi chứ thật ra là từ mấy chục năm á cái bật gió. Cái bật gió là dạng cái nút bấm mà nó có cái đèn ở trong ở giữa cái thân cây nó có cái đèn á, tới giờ còn luôn á. Cũng kỹ lắm bây giờ mới còn tới được tới giờ đó trời. Đồ bảo dễ gì mà nó ngay lâu. Cái gì cái chứ những cái đồ mà cũ kỹ đó mình xài nó vẫn được, nhưng mà xạo nó một cái là mình tính già ra non không Tú. Nó tốn điện, nhưng khi nó tốn điện quá thôi mình xài chi, nó cũ nó tốn điện á. Ừ. Đâu phải là mình lại nó chạy yếu nữa. Ừ, cũng như tủ lạnh cũng vậy nè, tủ lạnh mà cũ đó cũng bị tốn hao điện vậy. Ừ. Chứ không là đồ điện tử nó vậy thôi, có ai meter rồi đó đỡ tốn điện. Ông cũng hên được an toàn cho cái tủ lạnh thôi, trời nóng này biết sao, tốt nghiệp đá chứ. Nước đá có bữa đó, có bữa là mua 5-6 ngàn đó, mua nước đá không 6 ngàn.
Có. Một ngày tính được. Một ngày trung bình là chừng hơn 5 ngàn là đó. Bèo đó. Một tháng 150 ngàn đi. Còn đường với cà phê là không có tính. Gốc 4, gốc 8 rồi. Ồ, 5 ngàn có chút xíu rồi mày ơi. 5 ngàn gốc 8 rồi. Giờ trời này bán. Cây 20 ngàn. Trời nắng này đã bán mắt. Tới mưa xuống nó bán rẻ lại. Bán tiền thì thật thiết. Chứ có nước đâu làm nước đá. Lúc này 5 ngàn đó là chắc cục chứ không ba lớn đâu. Chắc bự hơn cái đồ để cái này... đó ăn chút rồi. Ừ, 2 ngàn thì nhỏ hả, cỡ vuông vậy nè. 2 ngàn chừng giờ không bán lại đó nha. Không bán không nổi á. Giờ điện nè, lên giá nè. Trời vậy có à. Tháng rồi tới 306 ngàn rồi trời ơi. Đó, rồi xong rồi đó chứ thấy có ai làm tiền tới nữa không? Đã, ông đó, ông nói để gì, ông chưa có vô văn phòng tôi nợ, cứ về tôi nợ. Giá cho ông cắt một cái hả? Rồi, đem đồ ra luôn. Cắt đó. Là cái nhà biết sao không, là có hôm trước á, có hôm video mà em quay với nhà anh Tú gần nhất á, là gia đình anh Tú có gửi cho mình đóng cái điện ra chợ á, mình thì cũng biết công nghệ này kia, mình lấy cái mã số mình chuyển tiền vô cái app luôn rồi, mình đâu có đi ra mà kia chỉ mất công tốn phí nha, 609 ngàn tốn phí 3 ngàn cái là mình là chuyển tiền trong ngày luôn rồi, trong tối về nhà cái là mình nạp vô là mình bắn qua luôn à. Bởi vì mấy ông ra anh hết rộng cái xong cái mấy ngày sau họ điện ra tính cắt điện Tú nó đù. Ổng tin ổng kêu đâu điện với số điện thoại điện cho à, chú nói chuyện à. Với chú á tháng nào tính tháng mấy cho 2 tháng ừ. Giờ 2 tháng cho mấy tháng mà trễ có 2-3 ngày đó không mà có trễ nữa nó ngon có trễ nữa tao đóng cái kêu đó là sao trễ được có thời gian ổng đi ra cắt á, mấy ngày sau là mới trễ thôi đó tao nghĩ rằng là như là chưa đóng đó, thành ra bây giờ mới ra cắt thôi ông... mà thực tế là ổng nói là để về văn phòng kiểm tra ổng chưa kiểm tra văn phòng bấm không ông mình nói ngay ổng trả lời câu lại thì cũng hợp tình hợp lý là ổng nói là tôi thì cũng chỉ làm công thôi thật ra mấy vấn đề tôi không biết thì ổng nói như vậy thì cũng đúng rồi. Tâm chế chứ thì sai sao ổng làm vậy mà là mình trách ổng cái làm gì công nhân mà phải chịu thôi thì nói là nó cấp trên khi mà đã trả qua tiền khoản rồi thu ngân phải báo chứ không báo thì lỗi của thu ngân chứ không phải là tại ổng ngay cũng đợt đó điện ra tôi có hơi bực rồi đó. Bây giờ nó hết hồn cho nó ra nó là phải nhà cũng kiếm thì mừng ở gấp chân trắng này đẹp không đó, phải có dụng chút hát nguyên cái tập tìm đâu tính trèo lên này tính trèo lên cắt hả cái anh mới là bây giờ ông chờ chút đi để tôi điện anh em tôi cắt coi nó gửi đóng mấy gậy rồi sao ta không nói thằng em tôi nó quên cho ta mà nói trong bụng anh thôi chứ anh không có nói ra nha cái nào ra đó chứ đây máy nhà hết tiền ông là nè lấy máy của anh à ổng biết số không nhớ số không máy nhà hết tiền mà sao máy nhà hết tiền không nhớ điện thoại á điện thoại hết tiền á cái điện cho tôi điện mới nói dần nhớ vậy đó chạy mà không đóng nhà anh nhờ nó ra cắt điện anh trời mà tôi nghe cái giọng ông Tú quảng hút lắm nghe chứ không phải là bình thường hơi sợ mày sợ biết sao ghiền vô tiếng còn hơn con vợ nữa không có điện vất vả lắm không có đựng nữa thừa vậy buồn lắm về nước đâu xài bởi vậy trời ơi dễn chết có vợ khỏi vô tiếng tối ông vợ ngủ cũng được không có gì để nói với nhau hết trơn á không có điện khổ lắm mẹ đúng không có nước xài á hồi xưa không có điện có lấy đèn dầu chứ bây giờ không có điện á bây giờ tao đốt đèn dầu tao đốt được rồi đó mà con cái không có nước xài nè nó ác vô đó đó không phải có nước xài đi nếu có nước xài cho tao đi bây giờ tao không có nước tắm chịu nổi đâu nội giặt đồ này đồ ăn nè giặt đồ đạc tao sợ nhất là không có nước thôi chứ còn ngoài ra không có vô tiếng hát hoặc là để vô gì không có gì cả đang nhậu sao mà mấy năm nay vợ hụt với nếu biết Giang không chuyện có kỳ quá massage Giang á chạy xuống dưới này khúc nữa đang nhậu nè chạy đi tôi đón có 3 người à sao bây giờ mấy năm nay sao mà nó hạn giận dữ vậy anh nhớ đài báo hạn ba chặn nói chuyện tới tháng năm chưa không ý em nói là thời tiết không nói gì nhớ trên thời tiết nè kênh anh tăng trên nọ á hạn mặn nè không có nước nữa nè ổng đang đây nè có hiện tượng chết chóc dạ luôn la chứ mới hồi nãy mới đọc báo ông mở camera lên này nổ bình hơi ở Đồng Nai
Đây. Ai vậy? Tao có biết ngôn mà mày đưa coi mặt anh nội. Nghĩ em. Ra chơi luôn. Ra chơi. Ờ, để coi mặt mày thôi. Ra cũng thấy à. Nè. Đó. Có ba người đó với tôi đó. Ra chơi. Ở đây bà vợ nè, coi quay hết luôn đi. Chạy ra chơi. Ra chơi được thì ra. Ra chơi được thì ra. Chị ra đi rồi đi uống phê sao? Trời ơi, từ đó xuống đây cũng hơi xa nha. Có khi xa quá, thành ra cũng hơi đường đi cũng ngán. Cũng ngán. Ngoài nó cũng hơi xa, vô đây cũng hơi xa. Ừ. Trời. Cũng xa hai nè. Rồi uống đi. Đứng nhậu chị xuống. Nổ bình hơi ghê trời. Ngày trăng bữa nay là ngày mùng 1 tháng 5. Ở đâu? Ở Đồng Nai. Má xác chết thì nó lộn lã, nó banh xác lên ta như nổ lưu đạn gì bình hơi hả? Ừ. Cái bình mà để mà coi thôi, tao đâu dám coi đâu. Má ứ ngốc thiệt. Đi tắt nguồn hết rồi. Để mà tiếp hơi cho người ta mà người ta bệnh ra đó hả? Cái bình hơi tôi có nghĩ là cái bình hơi chắc bự dữ lắm, chắc bằng cái chiếu này à. Nghĩ là cái bình nó làm cái gì tôi cũng đang tìm hiểu về cái tôi cũng đang tìm hiểu về cái bình hơi đó. Biết phải cái bình dài thòn gì không ta, nó tròn bề hơi đó, tròn. Bình thấu oxy đó. Ừ, chắc cái bình đó rồi. Tôi không biết cái bình gì rồi đâu. Thấy người ta chở ngang đây hoài nó lâu chở vô bệnh viện á, nặng cho người ta thở oxy rồi tiếp hơi á. Rồi thì cái vụ án mà sửa cái máy gì xi măng vậy đó, bị nghiền rồi. Trời ơi má gớm quá. Nó là mình thấy cũng cuộc sống của mình tuy gần nó như vậy nó cùng mà nó yên bình. Cái đó nhìn thấy trời ơi trời, ở ngăn thiệt. Nổ đó chắc người ta chết nhiều dữ không chú nhá. Nhiều. Trời bánh trời tội luôn. Trời. Trời ơi trời. Thẳng luôn. Chứ mà coi một cái chứ không nói em mới sợ á. Ở đâu? Ở đâu nhất? Ở Đồng Nai, giống coi không cho bà coi. Thôi thôi. Thôi. Coi cái xác cái rượu luôn á, chắc nghỉ ăn luôn á. Trời ơi, thấy tội dữ. Thôi qua chùa bài điện thoại. Bật cái mình thấy cũng thấy con tội nghiệp cho người ta mà thấy cũng thấy dữ lắm. Tội nghiệp cho người ta mà thôi cũng tội nghiệp. Tại vì mày coi mới mình coi mà cũng xót xa lắm chứ bộ. Ừ, đừng dám coi ông nội ơi. Không dám coi đâu. Xót thì xót thôi nhưng mà tôi không dám nhìn. Rồi xuống đây. Để hỏi cá hay tôi nhìn thấy ghê quá à. Dữ. Tao không gì tôi dám coi đâu. Á đù. Được mà. Mày gắn đi được mà. Cái cộng này iPhone mà. Trời ơi, lấy cộng của thằng kia nữa. Ok, Kiên. Dạ. Mở cấp xe ra còn cục sạc ở đổng ơi Kiên, lấy cái cấp xe anh không có khóa. Bật cái cấp xe ra có cái cục sạc mà vàng trong đó, lấy ra luôn đi. Thầy mở ra dở Kiên lên được rồi. Kiên không có khóa mà, nãy giờ. Gió lại thấy mát mẻ quá ta. Có gió lên là im. Bật cái nút xuống đó, nó có hai cái nút đó, bật xuống cái là được rồi. Trong ăn gì chứ nhớ. Nhớ lại cảnh nhìn thấy ghê quá. Hết ăn hết vô. Xót xa ha, thấy té tội. Chứ người ta cũng công nhân, cũng làm nuôi vợ nuôi con. Ừ, nghèo khổ người ta mới đi làm. Có kẻ chết chồng, người chết vợ, thấy tội, người giá chồng, người vợ. Bất hạnh là cái tai nạn lao động mà phải chịu đấy. Má ngay trong ngày quốc tế lao động mà bị tai nạn lao động cái đó luôn, chấn động thì. Cái đó dính nặng hơn á. Cái gì? Tội quá. Quốc tế lao động bắt đi lao động cái đó là chết luôn hả? Mất mình được tiền thưởng tôi thêm tùy theo mình làm không tiền, làm thôi chứ tiền thưởng, vấn đề. Tiền thưởng nhưng mà cái đó là cái đó là vấn đề là công ty là mình không biết được. Công ty nó có ép đi làm hay không mà không biết. Đây tôi thả cái gì kia. Anh đó hả? Nhiều giấy mà thấy không? Cái này đẹp quá ta. Má dung lượng dở quá, nó cầm cền quá. 30 không? 20 ngàn. Mà tao có tới 20 ngàn, tao review tao chửi rồi. Mày em lừa tao. Nhiều. Hai chục mà. Hai chục nhưng mà nó có tới 20 đồng. Thì
làm gì tới. Nè nước nè. Uống nước rồi đi. Cái hết mình đỡ lắm. Muốn từ từ nhâm nhi thôi. Không gà con không có nhậu. Đi tùm lum tà lá hết. Đi U Minh. Vô cái vùng mà không. Mình ở đây là tôi nói thiệt là đỡ nghe ông Tú, tôi nói thiệt luôn á. Là thời tiết vừa rất là đỡ hơn mấy cái tỉnh khác biết bao nhiêu luôn á. Đỡ hơn những cái vùng mà nước mặn á, ông nghĩ vùng nước mặn đâu có cây cối gì đâu. Đâu có cây cối như ngoài săn gì đâu. Nó ôi bức khó chịu dữ lắm. Nước mặn nó bốc lên á. Gắn quá trời luôn. Làm khi gắn nó không có nước bọt đâu á. Gắn chim cò rồi nhóc ra mà dễ gì người ta cho vô đó. Gắn rồi chim cò nhóc rồi. Gắn mà phân biệt nước mặn ngọt nó sao trời. Ý là có thể là nước mặn á rồi nó không có nước nó uống á rồi nó vô nhà. Ừ. Đúng rồi, bước qua nó đi mình. Như phèn này nè, con gắn nào mà ở được. Ờ, nó đi chứ. Nó đi vô nhà rồi kia đó không nổi. Nước phèn này nó uống nước được đâu mà ở được. Nói sao mà nó chịu nổi. Ừ. Có mấy con lịch nó lúc ở dưới hang mà nó còn chết nó nổi lên. Có cấp đó chết, hôm hổm chết một con đó. Đấy, bật lên. Cho nó cao lên. Không được hết. Vì sao chuẩn nó chín. Nước này muốn cạn. Cái gì nó sổ mà 4 phút. Kệ, quay dài dài rồi cho. Lâu lâu quay clip. Vô. Trời mới vừa vô đó ông nội. Quá nè. Tao ngồi hồi sao mà làm đi lịa chứ. Tao ngồi hồi cái tao ngọt thấm. Ngọt hả? Thấm. Thà là quất cái tăng cái bắt đầu nghỉ à. Ủa sao có lúc ông ba hồi ba hột quá vậy? Ừ. Thì có lúc có hơi từ từ đó chậm chậm thôi mày ơi. Thôi từ từ cũng chậm. Cũng chậm chậm là lúc đó là tao trong mình tao là cũng có nuôi đồ chậm mày, có đồ chậm mày. Mới cầm cỡ không được. Còn cái này mới chát thì nó khác. Ở mà có nhậu không ông Tú hả? Có bữa nào có nhậu với con chính bộ đi bác ông về làm nó cũng có khoảng chừng sĩ à. Ờ bác ông có không? Bữa có bữa không. Lần thứ hai bữa còn không có nữa con chị. Giờ yêu lắm em. Giờ gì dạ, khó mát mùa rồi. Dù ngay mùa giống vậy mà ăn về nó khó. Ủa nhưng mà tính ra bây giờ bắt ông sao có mặt là chạy. Đâu có cây cối gì mà có bông hoa gì đâu mà nó hút mặt được. Ăn là có đó. Ít nhiều cũng phải có đó. Mà ăn hết có đó đi kiên rồi mình gấp cái khác là chạy. Mình còn khứa một nãy giờ đó. Mà dùng nãy giờ ông đâu còn đóng nữa đâu. Đi xuống tới cả chanh vậy á. Dùng cả chanh. Không. Nước mặn mà nó cũng vẫn ở mà dùng cả chanh nó ở. Ngộ mà nhau ở đây nó không ở kỳ đâu. Ừ vậy đó. Ở đây chắc phèn quá. Không dùng cái chanh còn ngừng lớn. Mà dùng cái trong đó là giàu dữ rồi trời. Có cái sớm á. Khu nhà lầu bị mắm nó giàu bà cố vậy trời. Nhà lầu, nhà tường không. Biết ông biết sao giàu không? Chúng tôm. Chúng tôm gì? Tại nhà có vuông ruộng sẵn ngược vuông mấy chục công, ba bốn chục công trở lên không? Nhà nào mà trăm công không mà tôm nuôi chút nữa. Vậy? Tôm cua dùng bệnh là nói chung là trời ơi khỏi cần như chúng khỏi cần nuôi tôm chúng cá chúng tép thiên nhiên thôi cũng đó mà lúa cực giờ mà lúa sướng chết cái gì máy móc không máy bay dục thuốc máy bay dục phân máy bay cắt cả luôn cái máy kéo vô tới nhà luôn. Ừ. Bây giờ có đất này thôi chứ giờ có đất nhiều là giàu có làm bao nhiêu đâu mướn hết thì xưa giờ mà chứ phải là đó nữa đó tay chân ngọt đó lắm không rồi. Ý nói với ông Tú là đó giờ ai có đất mà không giàu đâu mà hồi đó có đất không giàu đó sao không giàu gì nhờ đất nhiều thôi chứ ngoài ra mà kinh tác được cái gì giàu nè còn ba cái năng ba cây không mà làm gì mà bán được cái gì mà thu hoạch được cái gì ông nghĩ đi bỏ quan không mà đi làm bỏ cái gì khác không nội mà mày mà buông bao đây mà một công được mấy bao lúa cái đề thắng hạn mà tác thôi thiệt lấy bao đựng thì mày đựng đó mày đem vô mày ăn chứ ngoài ra mày bán cho ai thì đó ai mua ông nghĩ đi rồi công tử Bạc Liêu còn sao thì cho mướn lại thì đó thì ông người đâu mấy tao gì đó góp lại thì nói chung đất nhiều tá điện mà nhiêu đó thôi thì cái số lượng không quá nhiều đi mấy à hàng ngàn tỷ công không phải là công tử Bạc Liêu mà là hai ba chục công đất hồi đó là mày cũng có được cái gì cha của công tử Bạc Liêu mới gầy dựng lên không chứ có gì chống ông Trần Kim Trạch thu hoạch được cái gì rồi bả tên bà gì đây nào Trần gì Trần Kim Trạch Kim Trạch hả Kim Trạch Trạch đó cá Trạch đó cái tật lấu đó mày ừ. Là ổng là Trần Kim Trạch
Còn công tử Bạc Liêu là Trần Chinh Huy. Trời, ba bà vợ đứng kế. Bốn ông bà chứ ba bà có vợ Pháp nữa đó. Pháp rồi ông bà Tây rồi ông bà Việt nữa, ba cái đó là Pháp, chế nói là có thể là những người vợ chính thức. Còn sơ muối ở ngoài chưa tính đâu. Thấy bị gì đợt tới tôi năm đó xong đi vui đi chơi đó. Ổng mà nhắm vô ai là có ai mà thoát được bàn tay đó của ổng. Thấy chính thức thì có ba bà. Bà Việt, bà bốn Tây. Bà. Bốn bà. Hình như bốn bà hình như thôi chứ mình chưa coi lại thì mới biết được. Vô thấy cái hình nhiều thôi chứ còn nguyên gia đình ổng đó. Có đó là chính thức. Một đống á. Thì ở ngoài là mình đâu biết. Chính thức là ba bốn bà lần đó. Còn ở ngoài lẻ tẻ rồi chưa biết. Nó còn sợ rồi. Đừng đi máy bay tới Campuchia bển bị lạc bển hết xăng hay gì đó bị lạc bị bắt bển luôn rồi. Bay máy bay gì đó. Quay qua cũng nghe cũng cái giai thoại nó cũng hấp dẫn thiệt. Đem biết bao nhiêu mà ghe lúa ở bển chuột về á. Chuột công tử Bạc Liêu về á. Cái đó cũng là cái sự thích đó cụ. Ừ, giai thoại mà. Ông nhiêu tuổi rồi? Ông đó giờ cả trăm mấy có à. Công tử Bạc Liêu già rồi. Không, công tử Bạc Liêu thì đời trước mình lâu lắm. Con công tử Bạc Liêu á là em biết á, là ông Trần Chính Đức là con thứ tư. Và con thứ tư thôi đó nghe. À, mà ổng cũng mới mất rồi. Cũng mới mất nghe nó cái ông là vậy là chắc đợt năm đó xuống chơi quẹo vô đó thấy cái ông ổng ngồi bán sách nói tôi là con của ông công tử Bạc Liêu. Là con thứ tư đó. Ừ. Là ổng là cũng mới mất đây. Không có lâu. Hỏi vợ chú ơi, vợ nhà còn của chú, ổng nói trời ơi cô ơi, tôi còn cái mạng tôi, mấy ổng cho ngồi in sách bán là quý, bán sách đó, là lấy tiền sống á. Nói chung thì cái vấn đề đó ổng nói, thì ổng không có nói gì sâu đâu. Nói là nói không, ổng không có nói sâu quá đâu. Thì ổng nói vậy thôi, ổng nói nhà này còn của chú. Liên quan tới chính trị rồi chú ơi. Đúng rồi. Nó bởi ổng nói liên quan gì tới này kia cũng ổng nói người ta cho ngồi đó in sách bán gì thôi mấy ổng chứ còn vô nhà rồi thì đồn là công tử Bạc Liêu rồi là phá cho nên mới nghèo, thật ra là không phải như vậy. Công tử Bạc Liêu ăn cái tiền tám đợi chục đời cũng chưa hết tiền cũng nói chuyện nghèo có đó vấn đề đó, nó liên quan tới những đời trước chính trị này kia trên mạng video mình cũng không có dám nói nhiều mà thật ra ai cũng biết thì ai cũng biết chứ không cũng mà... nhiều vợ người ta phản ánh thôi chị tụi vô ổng như âm vua nhóc chứ nữa ổng còn hơn vua nữa sướng hơn vua ổng là cái thời cái ổng là cùng vua Bảo Đại đó chứ biết vua cái người vua cuối cùng của Việt Nam là vua Bảo Đại đó. Đúng rồi, Bảo Đại là tiền của ai, tiền đâu phải là tiền của ổng mà công tử Bạc Liêu là có phi cơ riêng, có máy bay, người đầu tiên có máy bay tại Việt Nam. Đồ. Có ba mai riêng á, vua Bảo Đại giàu không có gì nhưng mà vua Bảo Đại thì nó phải làm như nó phải tiền có làm ra lập ra tiếp đâu ta rồi cái đầu nữa con trai để lại hả gã chứ cũng vậy thì cũng như vua trước nhường cho vua sau thì còn công tử Bạc Liêu ổng có không có làm ra tiền gì ta không vấn đề làm ra tiền ta không biết nhưng mà người làm ra tiền á là cha của ổng là ông Trần Chính Trạch khi mà là sống ở khu vực cái giày mày nãy mày nói đó, cái tăng khu cái giày đó là ổng lớn đó, ổng nhà mộ ổng ở trển á, mộ của nguyên gia đình công tử Bạc Liêu á là ở trên cái giày á, nhìn vô cái mình có cái video có quay lại cái khu ngôi mộ đó rồi đó cả nhà, để bữa nào mình kiếm lại bữa đó mình đi với anh Chiêu với Tấm Lầy đi gặp cháu ngoại dâu của ổng. Có nghĩa lớn tuổi hơn chế luôn nha, cháu ngoại nha. Cũng có húng điếu rồi này kia cũng hay ho. Để bữa nào coi lại cái clip đó ta. Nếu mà cả nhà mà cái xem tới đây á thích về những cái thứ mà lịch sử với Bạc Liêu này kia để mình sẽ tìm hiểu rồi mình sẽ truyền tải lại cho cả nhà những thứ về cái này hiện tại giống như mình đang nói về công tử Bạc Liêu nè. Bạc Liêu cũng còn nhà ba cái nữa ta, đồng mật nạn nữa nè, gia đình là 10 chức á,
cái đó là có sự tích hồi đó tôi nghe người ta nói có thiệt đó, cấp lúa đó gia đình nông mười chức đó, để đặt cái tuồng cải lương đó, giá gà đi xuống tổ đâu miệt dùng Cà Mau hay gì đâu dưới á, Lục Nạn Bạc Liêu mình dựng có tao mới dựng vậy, Lục Nạn Bạc Liêu sao có thiệt luôn, mà đó gia đình ông mười chức mà biết chơi dẹp không, cải lương không, trời ơi Bạc Liêu không biết chơi dẹp nữa, bởi gì chợ Bạc Liêu sát tay mà chị còn biết lắc tay hình như lực đó. Ở địa bàn đó các bạn. Ờ, trong khu vực đó là khu vực mà chỗ gì ngàn cái dẹp đó là đồng Lục Nạn ở dưới đó, đó. Ở dưới đó nó có một cái địa danh là cây dừa. Có rất là nhiều người là nhầm lẫn với ngang dừa mình. Ngang dừa mình ngày xưa á, ông bà ngày xưa của mình á kêu bằng ngang dừa chứ không phải là ngang dừa nữa đó. Ừ, có người tôi nghe kêu ngang dừa. Ngang dừa không mà chứ không phải là ngang dừa. Ừ. Là hồi đó là bà ngoại em kêu ngang dừa, ngang dừa không đó, chứ không phải là ngang dừa đâu. Nên là có rất là nhiều người nhầm lẫn. Ở dưới kia là có một cái địa danh tên là cây dừa đó. Để hồi nó cạn đó nha. Tăng lên, tăng cấp lên. Nó mới chín cái gì cho nó chín, nó héo. Trời ơi, con ông hả vậy? Con dùng chuồng 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 con chuồng 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 quýt con cam phải rồi tôi tính là con gì vậy tôi còn ông tháng tư tháng năm này sắp sửa bởi có cái mùa con quýt giật mình có đâu con nó đâu hết hồn có cán là con nó bình thường chứ nào đúng rồi tôi quýt giật mình tôi gì vậy tôi còn ông không à kìa con quýt kìa con tưởng nông ông dễ con này con cam con quýt nó không có đốm hồi tôi nhỏ nhỏ tôi ưa lấy cây kim sỏ chỉ cái sỏ hai cánh cái mà cho nó bay tè rồi chứ lấy ông bầu rồi đóng cái bắt đầu bỏ vô cái lít gà xúc gạo á cái để vô cái mâm á nó đờ nó làm nghe ồ e nghe đã lắm mùi lắm rồi chứ các trời sắp tới rồi cả nhà. Bây giờ mình xin kết thúc video và chúc mọi người về sức khỏe. Hẹn cả nhà lại video sau. Có thể là mình rảnh á, mình sắp xếp được có thì mình sẽ cố gắng làm video giải trí rồi chơi rồi kia nó làm về những cảnh mà mình tiếp xúc rồi mình sẽ những lúc mình trải nghiệm lại á. Mình sẽ truyền tải được trên video rồi cho cái nhà xem để tham khảo tranh luận được với nhau chơi, có thể mình nói đúng nó sai đồ cái nhà cũng góp ý lời chứ không phải là lúc nào mình nói đúng rồi. Mình cũng bây giờ á thật ra mình không quay nhiều á là quay cũng là cho có rồi chơi chứ thật ra nó không có thu nhập nó thiệt luôn á, vậy nên á mình cũng không có muốn mà làm nhiều quá mình đánh đổi sức khỏe mình mệt lắm, lâu lâu một lần rồi nó còn vui được, nhiều quá cái mộng sỉnh vô cái nhà là mình đâu có còn đâu mà đầu óc để minh mẫn để suy nghĩ được cái nước bước hay là buông trải với đời kia nữa, làm thu nhập nhiều cũng chơi được nhưng mà nó không có tính thuế nhiều quá, thuế ở YouTube là của Mỹ mất 30% thuế á, buông ra còn Singapore một cái nữa, thêm thuế Singapore một cái nữa, rồi thuế Việt Nam một cái nữa đó nghe. Đúng đúng nha. Ba thuế. Buông ra có tiền bạc đâu có biến làm chết. Đóng thuế nè, tôi mới biết tôi có biết đâu. Bây giờ biết sao? Mình đây lâu lâu mình ra làm trải nghiệm cho nó vui. Thôi cũng chào cả nhà luôn cả nhà ơi, cũng chúc cả nhà anh em trên mạng nó có nhiều chứ không phải là mình than đâu, nó đẹp á. Thật ra là nhiều người nói, nhiều người hỏi. Là mình mới nói thôi mới trả lời. Cái hỏi mấy người khác, những YouTuber khác cũng nhặt là anh thấy là cũng rất là nhiều mà cái kênh miền Tây đã là đi theo cái hướng khác rất là nhiều rồi. Em thấy là rất là nhiều kênh luôn á. Thôi. Khác gái chứ. Bữa nay quay cái này dài đó nhớ ơi. Có không có dài vậy mấy, hai mấy 3 phút. Hôm nay có bao lâu mới hết pin mày nhớ. Tiếng không?